Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 31 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 2036,2 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 103,41 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống tăng, đứng mức 43.675 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,037% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, đứng mức 77,72 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh các yếu tố gây rủi ro cho thị trường vẫn rất nóng, căng thẳng chính trị khiến cho nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên. Điều này tác động tích cực tới giá vàng. Nhu cầu mua tài sản trú ẩn an toàn sau vụ tấn công khủng bố ở Sudan đã khiến cho 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, khiến cho tâm lý e ngại rủi ro càng trở nên sâu sắc hơn. Trước đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Houthi do Iran hậu thuẫn nhằm vào quân đội Mỹ ở Sudan. Ở chiều hướng ngược lại thì Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cho biết Mỹ sẽ đáp trả. Tấn công và trả đũa khiến vụ việc có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, cũng như làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn liên quan trực tiếp đến Iran. Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn đi lên khi mà các nhà giao dịch đang chờ đợi cuộc họp chính sách hai ngày 30 và ngày 31 tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và quan điểm điều chỉnh chính sách tài chính của Chủ tịch Fed ông Jerome Powell. Tại buổi họp báo sau đó, Fed dự kiến sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ tại cuộc họp này nhưng có thể sẽ đưa ra hướng mới về các kế hoạch chính sách trong tương lai. Theo khảo sát của Simmer FedWatch, các thị trường dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng đã bớt kỳ vọng về khả năng lãi suất giảm vào tháng 3 năm 2024. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, chuyên gia thế giới dự báo giá vàng thế giới sẽ chinh phục mức cao mới vào năm nay 2024 và kim loại quý này có thể chạm mức cao là 2.250 đô la Mỹ trên ounce trong nửa đầu năm 2024 do lãi suất giảm. Ngoài ra thì việc các ngân hàng trung ương tiếp tục bổ sung vàng và các nhà đầu tư quay trở lại với các quỹ hoán đổi danh mục có thể là những yếu tố có lợi khác cho vàng. Nhà phân tích cấp cao ông Dương Quỹ ập tại chuyên trang về thị trường vàng Kitco Metal cho biết, căng thẳng ở Trung Đông đang gia tăng và đó là nguyên nhân khiến cho dòng tiền chảy vào thị trường vàng và bạc khi mà nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Một cuộc thăm dò của Reuters vào đầu tuần này cho thấy sự bất ổn về nền kinh tế và việc hạ lãi suất của Mỹ có thể thúc đẩy giá vàng lên kỷ lục vào năm 2024. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vốn là tài sản không sinh lời. Theo chuyên gia David Merger, giám đốc bộ phận giao dịch kim loại quý tại Harris Future nhận định, thị trường vàng tạm thời ít biến động, khả năng lãi suất giảm trong năm 2024 vẫn tiếp tục hỗ trợ cho thị trường vàng. Vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước điều chỉnh tăng mạnh, còn với mặt hàng vàng nhận bút số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục duy trì trong xuống tăng nhẹ. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng thêm 600.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều và hiện tại đang được mua vào mức 74,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,40 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh, còn với giá vàng miếng SJC trên thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 74,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,42 triệu đồng trên một lượng. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá, mua vào mức 74,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,40 triệu đồng trên lượng, tăng 500.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 600.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Còn với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 62,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,10 triệu đồng trên lượng, cũng tăng 100.000 đồng trên lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Mức giá này thì áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua bằng một phiên giảm rất mạnh, giảm đến 140 đồng trên đô la Mỹ ở cả hai chiều, mua vào ở mức 24.205 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.575 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.940 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.990 đồng trên đô la Mỹ, giảm nhẹ 20 đồng trên đô la Mỹ mua vào, giảm 70 đồng trên đô la Mỹ bán ra.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.490.000, bán ra 7.740.000, tăng 600.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.500.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.490.000, bán ra 7.742.000, tăng 60.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.490.000, bán ra 7.740.000, tăng 50.000 ở chiều mua, tăng 60.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.485.000, bán ra 7.735.000, tăng 70.000 ở chiều mua, tăng 60.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 7.490.000, bán ra 7.735.000, tăng 50.000 ở chiều mua, tăng 60.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 7.495.000, bán ra 7.730.000, tăng 50.000 ở chiều mua, tăng 45.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7.560.000, bán ra 7.660.000, tăng 60.000 ở chiều mua, tăng 70.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.450.000, bán ra 7.650.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng TPBank mua vào 7.485.000, bán ra 7.735.000, tăng 70.000 ở chiều mua, tăng 60.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.490.000, bán ra 7.742.000, tăng 60.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại thì vẫn duy trì trong xuống tăng, tăng 600.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 60.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đang đứng ở mức rất cao, dao động trong khoảng 2.500.000 đến 2.560.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.490.000, bán ra 7.742.000. SJC Huế mua vào 7.487.000, bán ra 7.742.000. SJC Biên Hòa Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 7.490.000, bán ra 7.740.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.490.000, bán ra 7.742.000. SJC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.488.000, bán ra 7.742.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại duy trì xuống tăng trong khoảng từ 42 đến 100.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 4.200 đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 6.290.000, bán ra 6.410.000. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.290.000, bán ra 6.420.000. Vàng 4 số 9, mua vào 6.270.000, bán ra 6.370.000. Vàng 24K, mua vào 6.176.9.000, bán ra 6.306.9.000. Vàng 18K, mua vào 4.593.000, bán ra 4.793.000. Vàng 14K, mua vào 3.529.1.000, bán ra 3.729.1.000. Vàng 10K mua vào 2.471.6 nghìn, bán ra 2.671.6 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.